Thánh Bartolomeo Tông Đồ. Các sách Tin Mừng Nhất Lãm và sách Công Vụ Tông Đồ ghi nhận Thánh Bartolomeo là một trong nhóm 12, nhưng lại không biết thêm gì về Ngài, ngoài việc liên kết tên Ngài với Philippe. Tin Mừng thứ tư không có danh sách các tông đồ, nhưng có nhắc phần lớn tên các tông đồ thuộc nhóm 12. Sách Tin Mừng này không nói gì tới Bartolomeo, nhưng lại chỉ ghi nhận tên Nathanael liên hệ với Philippe, cũng như kết nhóm với các tông đồ khác sau phục sinh. Từ thế kỷ 16, nhiều học giả đã đồng hóa Nathanael với Bartolomeo và gọi tên Bartolomeo là tên của Nathanael. Như vậy, chính Nathanael là con của ông Thomas, hay có thể Tomeo, sinh tại Cana. Nếu sự đồng hóa là đúng, chúng ta biết được nhiều chi tiết về ơn gọi của Thánh Tông Đồ hơn là của các tông đồ khác. Trước khi được chính thức kêu gọi, đã có một cuộc gặp gỡ thú vị. Philippe giới thiệu với Bartolomeo, đấng mà Môsê trong lời luật cùng các tiên tri chép đến, chúng tôi đã gặp rồi. Người là Đức Giêsu, con ông Giuse người Nazareth. Bartolomeo đáp lại với óc khinh miệt của những dân làng lân cận: từ Nazareth thì có thể xảy ra điều gì tốt được? Tuy nhiên, đáp lại lời mời thì hãy đến mà xem, vị tông đồ đã gặp một Chúa Giêsu thấu suốt lòng mọi người. Này đây, đích thực là một người Israel, trong mình không có gì gian dối. Bartolomeo đã nhận ra nguồn gốc thiên sai của Chúa Giêsu nhờ cuộc gặp gỡ ấy. Rồi đây, Ngài còn khám phá ra sự thật cao cả hơn nữa về con người Chúa Giêsu. Ngài luôn chen vai sát cánh với các bạn tông đồ. Sau khi đón nhận Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần, Thánh Bartolomeo ra đi truyền giáo. Có nhiều truyền thống tìm cung ứng các chi tiết khác nhau về đời truyền giáo của Ngài tại Tiểu Á, Armenia, Mesopotamia, Persia, Ấn Độ và Ai Cập. Tuy nhiên, giai thoại ở Armenia được chấp nhận nhiều hơn cả. Thánh nhân được tôn kính như thánh tông đồ của miền này. Người ta kể rằng khi thánh tông đồ đến Armenia, tại chính nơi vua Polymio và triều đình cư ngụ, quỷ thần Ataroth ở đấy căm họng. Ngài khua trừ ma quỷ, giải thoát cho nhiều người khỏi bị quỷ ám, trong số này có cả nàng công chúa. Ngài liền được triệu vời đến triều đình. Trước mặt vua, Ngài truyền quỷ thần phải nói sự thật bí ổi về số phận đời đời của nó. Nhà vua cảm động ban tặng tiền bạc cho tông đồ, nhưng Ngài từ khước và chỉ mong mọi người nhận biết và thờ phượng Chúa. Dĩ nhiên, các tư tế thờ ma quỷ tức giận, họ xúi giục dân chúng nổi dậy chống lại thánh tông đồ. Atige, em vua Polymio, bắt Ngài tống ngục. Ông nổi giận, ra lệnh lột da, rồi thiêu sống thánh nhân. Nhưng nhờ quyền năng Chúa, Ngài vẫn được cứu sống. Người ta dựa vào sự kiện này để vẽ hình thánh nhân nằm cạnh con dao và miếng da như biểu tượng đời Ngài. Cuối cùng, Ngài bị trảm huyết. Tương truyền rằng, xác Ngài được chuyển về Benevento vào thế kỷ 10, không rõ các di tích của Ngài có được vua Toba đưa về và còn được lưu giữ tại thánh đường Thánh Bartolomeo ở Tibet không. Chích theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.